Chào cả nhà, hôm nay mình unbox cái microphone ha. Cái microphone này là mình mua đằng Best Buy đó. Mua hồi bữa Black Friday. Cũng thiếu cái microphone xài cho nên mua nó ha. Thì cái microphone này trị giá là 99 đồng. Nó on sale đó. Cái giá original price của nó là 129 đồng. Ok, thì mình unbox cho anh em coi chơi ha. Nghe mấy người nói cái microphone này nó rất là tốt. Ok, thì nó xài được bằng USB đó. Cái hình nó gì ha. Nó nặng lắm nha, cái microphone này nặng lắm. Có cọng dây. Dây này là USB. Ok, cái microphone này nó đi chung với cái cọng dây và cái mic này vậy thôi. Nó không có cái gì khác nữa hết. Rất là nặng nha. Cọng dây này ở đây cắm vô trong này. Rồi cắm vô cái USB phía sau computer. 99 đồng 129 đồng on sale còn 99 đồng ha. Đó là cái hiệu của nó nha. Jerry. Nghe anh em nói đó, xài cái microphone này á, dùng để mà thâu tiếng. Rồi khi mình làm livestream hay là thâu tiếng này nọ thì nó rất là tốt. Cho nên mình mua thử ha. Xài được trong gắn bằng USB thôi. Nghe nói tiếng rất là hay. Giờ bữa nữa mình thử coi ra sao nha. Số 1. Nhìn đẹp lắm. Nặng ha, nhìn cũng thấy chắc chắn. Và nhìn nó cũng đáng lắm. Nó cũng nặng nặng.
nó không phải là nhìn bèo ha, 99 đồng. Not bad. Ok, tới đây tạm ngừng nha.